Hezbollah lần đầu công khai phát tín hiệu muốn ngừng bắn với Israel. Một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết hôm 8 tháng 10 rằng nhóm này ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban. Diễn biến này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng của người Liban công khai ủng hộ phương án đình chiến với Israel và không đặt điều kiện là theo Avi phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực chính trị do Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri dẫn đầu để đạt được lệnh ngừng bắn. Khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được, Mọi chi tiết khác sẽ được thảo luận và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở hợp tác, Phó Thủ lĩnh Nêm Kassem cho biết. Hezbollah và Israel bắt đầu nổ súng tấn công lẫn nhau vào tháng 10 năm ngoái sau khi theo Avi bùng phát căng thẳng với Hamas ở Gaza. Hezbollah trước đó đã tuyên bố rằng họ sẽ chỉ ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau khi theo Avi đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh rằng Hezbollah phải tách xung đột với Israel khỏi cuộc chiến đang diễn ra với Hamas. Trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm một năm ngày Hezbollah tham gia vào cuộc chiến, ông Qasem không đề cập đến lệnh ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban. Đây là bài phát biểu thứ hai của ông Qasem kể từ khi Israel sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào cuối tháng trước. Kể từ đó, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ hạn chế vào miền nam Liban để tiêu diệt Hezbollah, lực lượng vẫn tiếp tục bắn tên lửa vào miền bắc Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Li Bang Abdallah Bò U Habib nói với CNN tuần trước rằng ông Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn tạm thời theo lời kêu gọi của Mỹ và Pháp cùng các đồng minh. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đã bị Israel sát hại.